mình không may mắn trong cuộc sống hôn nhân. Đó là cái điều mình cũng không muốn. Mình không cho con được một cái gia đình như người khác. Có lỗi chứ. Con nít nó không có lỗi. Mình người lớn, mình mới là người có lỗi. Mẹ rất là sợ Chung cô đơn. Trong chương trình này con nói tâm sự với mẹ luôn là con gái của con không có một cuộc sống hạnh phúc như là con, là có ba, có mẹ để mà lo. Nên bây giờ con phải lo cho nó cái đã. Để 18 tuổi khi nó lớn rồi đó, khi mà đủ có thể lo cho bản thân nó rồi đó thì con tính tiếp. Nếu mà sức khỏe của ba mẹ không may mắn, không đợi được đến được cái ngày đó thì con xin lỗi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cốc. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:45 trên kênh HTV7 vào thứ năm hàng tuần. Này đó là em có thể bật mí giùm cho anh á, hai anh em mình sẽ tới gõ cửa thăm nhà hay không? Ca sĩ này nha, nhạc sĩ này nha, mà còn diễn hài rất là giỏi nữa. Nè, ca sĩ, nhạc sĩ mà diễn hài còn giỏi nữa. Không đoán được, không đoán được. Thôi, làm sao anh đoán được? Đúng rồi. Đó là ca sĩ Hồ Việt Trung. Wow, được đó nghe, được đó nghe. Đúng rồi. À, lâu lắm rồi anh không gặp Hồ Việt Trung. Dạ. Bây giờ đi, đi, dạ, gõ cửa thăm nhà thôi. Anh ơi. À, sao? Ừ, cái đó nhà người ta. Nhà Hồ Việt Trung bên đây nè. Đi. Đây là hả? Ừ, bớt lăn nha. Ừ. Trung ơi. Hey. Hello anh. Chào. Xin chào Hồ Việt Trung. Trời, lâu lắm rồi mới gặp lại nghe. À, anh nói anh mới gõ cửa hả? Anh mới gõ cửa. Thấy ai nói đòi nợ cơ mà đập với đập quá. Thấy chưa, hài. Hài dễ sợ, duyên dáng gì đâu luôn á. Rồi đi vô lẹ lên. Đêm cuối cùng ngồi lại bên em, vì ngày mai phải ra đi thật xa. Mong em hãy yên bình và yêu một người khác anh. Đừng nhìn xung quanh của em, đừng nhìn bất cứ anh nào. Xin hãy chú ý một mình anh thôi. Bên người tích nét rô bó bó nì bàn sạc tới hai. Cảm hình chi vẫn đam bấy ôn mờ quanh. À, huynh đại, huynh rớt gì kìa? Ủa, con cắt đầu rớt? Rớt kìa, thấy không? Ấy! Con sao hả? Công chúa, cũng tại thần vô dụng, trời ơi tôi muốn chết. Hãy giết tôi đi, hãy giết thần chết đi, thần không muốn sống nữa. Trời ơi, giết thần chết đi. Chết đâm đúng đi. Không? Đây, ta đâm vô chết nè. Lời đầu tiên Hồ Việt Trung xin được kính chào tất cả vị khán giả. Chào anh Quốc Thuận, chào Ngọc Lan. Dạ. Cái tên Hồ Việt Trung á, có phải là tên thật của Trung không? Tên thật của em luôn. Là lấy tên thật làm nghệ danh luôn. Ngày xưa lấy nhiều tên lắm. Mình thấy người ta có nghệ danh mình cũng lấy theo. Nhưng mà lấy hoài cũng không nổi. Ừ. Tức quá lấy đại tên thiệt cái nổi. Nhưng mà rõ ràng là Trung thấy không? Mình lấy đúng cái tên của mình, tài thì nó lại bật lên. Đó, thật ra cũng là một phần do có thể là trải qua một khoảng thời gian Trung đã có nhiều kinh nghiệm nè, Trung có được nhiều cái cơ hội và cái may mắn, thiên thời địa lợi nhân hòa, thế là bật không? Dạ. À, ở trong gia đình của mình là có truyền thống làm nghệ thuật không anh Trung? Có truyền thống làm nghệ thuật từ đời bà đó, tại vì là nghệ sĩ Mai Lan, xong kế tiếp là mẹ em, rồi cậu em. Nhưng mà mẹ Trung có đi theo nghệ thuật không? Mẹ em hát cải lương ngày xưa mà. Ủa vậy hả? Dạ. À. Mẹ em hát bên đoàn Trung Hiếu nè, bên Sài Gòn 2 nè. Rồi sanh em ra rồi mẹ em nghỉ. Em nghỉ rồi em lớn lên nói tiếp. Rồi cậu em nữa, cậu em là nghệ sĩ Thanh Long. Anh họ em là Hứa Minh Đạt, cũng là bên diễn viên kịch. Ủa, Đạt cũng là anh em họ với Chung. Không, mà nhìn kỹ rồi thấy cũng giống á. Dạ. Cái gương mặt hao hao luôn á nghe. Trong một gia đình mà có truyền thống về nghệ thuật á, thì cái việc mà thế hệ này với lại cái thế hệ trước và thế hệ sau á, thì em nghĩ là nó không ảnh hưởng nhiều bằng cái việc đồng thế hệ. Ừ. Tức là ở đây em đang muốn nói về mối quan hệ của anh và anh Hứa Minh Đạt. Ừ. Cái con đường đi của anh Hứa Minh Đạt á, nó có ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh không? Có rất là nhiều luôn. Anh Đạt là cái người tạo cảm hứng cho em rất là nhiều. Ừ. Tạo cảm hứng cho em tất cả, hầu như là từ lúc em có tên đến bây giờ thì hầu như sản phẩm nào cũng có Hứa Minh Đạt hết. Hứa Minh Đạt cũng như là ông thần tài của em vậy đó. Làm không diễn nhiều, nhất gì anh phải có mặt cho em một chút để anh lấy cái niềm tự tin cho em.
Nói chung là tại vì anh em cũng hiểu ý nhau á, mình làm việc rồi anh Đạt cũng hỗ trợ nhiều, với lại ông cũng lấy giá rẻ đó thì mình cũng ngày kia đâu. Ủa em tưởng người nhà, anh tưởng người nhà không có lấy tiền. Ờ đúng rồi, anh tưởng vậy chứ. Không phải, anh Đạt không bao giờ đòi tiền, nhưng mình không đưa kỳ. Mỗi lần mà kêu điện thoại nói anh lấy nhiêu tiền, thôi anh em với nhau mà lấy tiền làm gì? Anh vợ hai đứa con, anh vợ hai đứa con. Cái câu thồng đó, cái câu thồng đó, cái câu thồng đó, ok rồi, được rồi, em hiểu rồi. Bây giờ để minh chứng cho cái mối quan hệ tình thâm và anh em ở trong nghề của anh Hồ Việt Trung và anh Hứa Minh Đạt thì em sẽ gọi điện thoại cho anh Hứa Minh Đạt nha. Thấy không, thấy chữ Hứa Minh Đạt không? Hứa Minh Đạt nha, không có phát nha. Hứa Minh Đạt tích xanh nha mọi người, chứ không phải hàng tích xanh, cái hàng phát nha. Rồi bấm vô. Em chào anh Hứa Minh Đạt. Hello anh, tụi em đang gọi đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Và hôm nay có một nhân vật rất là đặc biệt muốn trò chuyện cùng với anh. Bởi vì đây là có một, ngoài cái mối quan hệ là đồng nghiệp thì còn là một mối quan hệ của gia đình, máu mủ ruột thịt nữa. Anh có đoán được là ai không? Anh chưa đoán được là ai. Chắc chắn không phải là Lâm Vĩ Dạ rồi. Đúng. Người nào mà cùng dòng máu với anh mà làm nghề cùng với anh? À, Hồ Việt Trung. Yeah, hay quá đây. Hello anh. Anh đang đi đâu vậy? Anh mới Hà Nội bay về. Vậy hả? Anh ơi, anh Đạt cũng hỗ trợ anh nhiều lắm á. Okay. Ủa? Cảm ơn nha. Căn nhà mới đây, căn nhà 7 tỷ. Mình thể hiện lòng biết ơn đối với người anh của mình. Vậy hả? Nói chương trình. Nói chung là cảm ơn anh nhiều. Hỗ trợ em rất là nhiều MV. Mong là những cái tới của em nữa thì anh cũng sẽ hỗ trợ cho em. Quan trọng là đừng có lấy tiền, là em lúc nào cũng thương và yêu anh hết. Nha. Để em coi thay đổi. Hãy lấy tiền em, hãy lấy tiền em. Trời ơi, nó trắng trợn quá. Ok, anh sẽ hỗ trợ em hết mình. Dạ, ok. Dạ, dạ. Anh ơi, anh Bin cũng sắp làm phim rồi, anh có hỗ trợ cho anh Bin không? Ừ. Bin hả? Dạ. Anh gấp đôi nha, gấp đôi nha. Thôi được rồi, để tôi mời Hứa Vĩ Văn. Cảm ơn Hứa Minh Đạt nha. Chào em, chúc sức khỏe nha. Nếu mà nói về và trong nghề mà giúp á, thì còn một người nữa, thôi em cũng xin nhắc luôn, chứ để mà được người đó coi mà không thấy em nhắc á thì có công lại sợ rút giận em. Nhưng mà đây là một người cậu của bên bà con thôi, cũng ngày xưa cũng hỗ trợ cho em rất là nhiều lúc mà em mới vô nghề, đó là diễn viên Võ Thành Tâm. Võ Thành Tâm. Dạ. Cái lúc cậu Tâm lúc đó giúp đỡ cho em cũng nhiều lắm. Năm 2007 em quay một cái album, cậu Tâm đứng ra cũng để lo cho em rất là nhiều. Ngày sẵn đây thì cũng cảm ơn cậu Tâm. Dạ. Rồi anh ơi, bình thường đó chương trình của tụi em á, là nó sẽ có cái phần là tới nhà rồi xin ăn nhà khách mời á, mà em đang lo lắng là anh ở có một mình rồi làm sao mà ai mà nấu nướng cái đó cho tụi em được. Không thì anh cũng biết là mọi người qua ăn cơm đó, mà em biết là Ngọc Lan là cũng ăn dữ lắm, nên là em cũng chuẩn bị nhờ mẹ qua để mà nấu rồi. Vậy hả? Dạ. Ủa sao hôm nay có mẹ qua nữa hả? Có mẹ qua. Dạ. Hèn gì? Ủa tình cờ. Hèn gì nghe mùi thơm quá anh ơi. Không nghe cái mùi sơn mà nghe mùi đồ ăn không à? Đúng rồi. Đây vô đây. Dạ. Yeah. Wow. Trời, đóng cửa liền anh ơi. Trời ơi, sao đã quá vậy anh ơi? Hả? Chiếu quá trời, qua đây trước nha. Nhưng mà em hỏi thiệt là có bao giờ anh mang những cái đôi giày này trong cái sinh hoạt đời thường của mình không? Có người thách là mang này đi chợ mà chưa dám đi. Chưa dám đi hả? Em thấy đi cũng được mà, đâu có gì đâu. Trời, thơm nức mũi luôn. Thì ra cái mùi đó xuất phát từ đây. Chào cô. Dạ, cô đó con. Ồ. À, xin được giới thiệu, đây là mẹ của ca sĩ Hồ Việt Trung. À, dạ. Cô ơi, cho con hỏi nha cô, cái món này là món gì vậy cô? Ếch nấu với chuối. Ếch nấu với chuối. Anh có kỷ niệm nè, trong cái hành trình anh bắt đầu sự nghiệp. Năm lớp 11 là đi hát rồi, đi hát sớm lắm. Nghề này mà nó có nhiều bắp trầy da, tróc dậy anh ha. Hát 10 năm mới nổi tiếng. Dạ. 10 năm đó thì trong 10 năm đó là nếm hết tất cả mọi thứ. Lúc mà 3 năm đầu tiên hát nhóm á, lúc đó thì hát nhóm mà 4 người không sao hết. Nhưng mà khi mình tách ra solo mình thì đó là cả vấn đề. Mình phải dựng show, mình phải tự chuẩn bị quần áo, tự lập bắt đầu cái sự nghiệp của mình. Nhớ luôn đó là đi về đoàn, lúc đó là mình ít có đất diễn lắm, ca sĩ nhiều mà. Rồi xong rồi cứ lang bạc ở khắp các tỉnh mấy tháng trời đó. Rồi xong rồi ba mẹ nó không cho đi vậy nữa, tại vì đi một lần 3-4 tháng vậy đó không cho đi. Về Sài Gòn
Lúc đó mình suy nghĩ là mình không có nhiều tiền. Lúc đó ca sĩ phải đẹp. Mình không đẹp, mình biết chắc chắn của mình là mình là một người không đẹp. Thì mình phải có cái gì để mình, để mà mình ra đời, để có cái gì để mình tồn tại nuôi cái nghề này. Nhớ là mình phải có kiến thức. Chỉ có kiến thức âm nhạc mới có thể nuôi sống cái nghề của mình thôi. Mình phải học, lúc đó đi học sáng tác. Ra học á, đóng tiền nhiều, không đăng ký học. Tự mua cái đàn về, tự vô nhà sách mua sách về, tự mày mò để mà học đánh đàn, để mà tự sáng tác. Nhưng mà lúc đó là hên là có một người thầy là thầy nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung á, cũng chỉ dạy cho mình về cái cách câu từ này kia rồi thôi. Nhưng mà mình phải tự mình làm. Lúc đó sáng tác nhạc ra rồi, cầm bi cho ngôi sao đó đi chào bài. Chào bài, nó là cho mấy các anh chị mà lúc đó mình muốn bài mình nổi tiếng, mình phải đưa cho ngôi sao hát. Chứ mình hát đâu giờ nổi được. Rồi lúc đó mình có vốn là mình đi hát. Sau thời gian đó thì có cậu Võ Thành Tâm á, giúp cho ra một cái album. Thì gia đình cũng hỗ trợ tiền cho Lăng. Nhưng mà ra không chung. Mình thấy mình không có giúp ích cho gia đình nữa. Vì gia đình hỏi là bây giờ con có muốn theo nghề nữa hay sao, muốn làm học thêm gì không đấy. Bây giờ con muốn, nhưng mà con muốn xin ra riêng. Con muốn tự lập, mẹ cho con ra ở riêng con tự lập. Cô không chịu đồng ý đâu, cũng khó khăn lắm. Nhưng mà mình quyết định đi rồi. Xách ba lô, nửa đêm đi. Lúc đó trong người cầm 33.000. Đi ra ngoài đó cũng nhờ anh em giúp đỡ, mướn phòng trọ quận 7 ở. Rồi bắt đầu liên hệ với một số hội chợ ở miền Trung. Bây giờ bị cái cột sống là do là như vậy đó. Có nghĩa là từ ở Sài Gòn đi ra Đà Nẵng gần 18-20 tiếng đồng hồ. Ra đó hát 3 đêm, 4 đêm quay về. Mà đi mấy năm trời gì đó. Đi lúc đó mình di chuyển bằng phương tiện như nào? Đi xe. Ra ngoài bến xe miền Đông mua vé xe đò đi. Mà đi 3 đêm. Có nhiều lúc ra đó mà bữa nào mưa hát không được á, là người ta phát cho 100.000 tiền cơm. Mà không phải hát ở thành phố Đà Nẵng đâu nha. Đi lên Lao Bảo, lên Khe Sanh, lên Khâm Đức, vô những lên Kon Tum, rồi vô những cái huyện. Em hỏi thiệt là cái động lực ở đâu để mà cho anh có thể vượt qua được tất cả những cái sự khó khăn đó? Mê nghề. Chỉ là mê nghề thôi. Mê được lên sân khấu cầm micro hát. Lúc đó trong Sài Gòn mình không cạnh tranh được với người ta. Trong này nhiều quá rồi. Bắt buộc mình phải về tỉnh để mình, để thứ nhất là mình đi kiếm đồng tiền, mình nuôi cái cuộc sống, mình nuôi cái ước mơ một ngày nổi tiếng của mình. Đó là động lực. Mình bất chấp hết tất cả. Trung có một cái kỷ niệm nào với cô mà cô nhớ không? Trời ơi, nói mà kỷ niệm thì mẹ con mấy chục năm mà nhiều lắm. Cô thì cô nhớ là cái lúc mà Trung nó bắt đầu đi hát đó. Dạ. Thì Giang đó khổ lắm con ơi. Thì ngày xưa đó là cô, khi mà cô ở nhà, cô mới mở tiệm đồ cưới, cô trang điểm cho cô dâu, chụp studio này nọ đó. Thì lúc đó thì cháu nó dành dụm em, nó dành dụm tiền để làm MV. Thì cô là cái người phải xách cái thùng trang điểm đi để mà trang điểm cho em đó. Tại vì lúc đó con biết không, kinh tế nó không được thoải mái. Mà bây giờ kêu một người mắc cúp thì cũng tiền nhiều lắm. Đỡ cho con nó một số tiền. Hay quá. À, với lại là cô đi thì cô còn chăm sóc cho con cô được miếng ăn. Như vậy là cô có một cái kỷ niệm với Trung. Đó là cái lúc mà bạn mới ra MV đầu tiên đó, là đi theo, làm rất là nhiều vai trò. Vậy thì sau này thì cô còn có những kỷ niệm nào gắn liền với những cái chuyến đi của Trung không ạ? Kỳ đó hát ở Bình Thuận. Thì cái đêm đó đó, Trung dẫn cô đi tới một cái sân khấu hát ngoài trời. Cô đứng ở sân khấu, cái Trung nó mới nói mẹ, con nói mẹ kể cho mẹ nghe. Hồi trước đó là con ngủ dưới gầm sân khấu này nè mẹ. Mà không phải một đêm đâu mẹ, con ha ngủ vậy là tới mấy đêm á. Ba hát xong rồi cứ chui sân khấu vậy mà ngủ. Trời ơi, nghe xót ruột ghê. Sau cái trên đường đi về mới ghé vô một cái quán ăn. Cái chỗ đó là cũng là cô thấy xe khách chở khách đậu xe đó đón khách rất là nhiều. Dẫn cô vô ngồi xong với Trung mới kể cho cô nghe. Mẹ biết không mẹ, hồi trước á là con hát vậy đó. Rồi đêm người ta bắt đầu người ta dọn đoàn đó, thì con mới xách túi đi tới đây nè. Đó, rồi con đứng ở đây nè, con đón xe. Cái lên xe có nhiều lúc không có chỗ ngồi. Con phải nằm ở dưới cái lườn xe á. Tại vì đi mệt mà, nếu mà ngồi đâu có chịu nổi. Phải kiếm chỗ nằm trên lườn xe, người ta đi qua, người ta bước qua, bước lại vậy đó. Để đi đến một cái điểm mới để hát. Trời ơi, nghe con nói cô xuống nước mắt liền. Cô không nghĩ là cuộc đời cô nó đi lúc đó nó khổ như vậy. Nó nói bây giờ con được như vậy là mừng lắm rồi mẹ. Bây giờ con ngồi ngay quán ăn này, con được con chở mẹ đi nè. Rồi con nói kể cho mẹ nghe. Đó, ngày xưa con khổ như vậy đó mà con đâu dám kể cho mẹ nghe. Nếu mẹ nghe, mẹ xót ruột, mẹ đâu cho con đi. Trung nó có hiếu lắm con.
Cái thời gian cô bệnh dữ lắm, nửa khuya thôi tự nhiên cô mệt quá trời, cô sợ là cô không qua khỏi luôn á. Thì cô mới điện thoại kêu con cô, là lúc đó thằng Trung 4-5 giờ sáng. Cô nói Trung ơi Trung, con qua con đưa mẹ đi bệnh viện đi, mẹ mệt quá. Thì Trung nói mẹ ơi con đi hát mới vừa về tới, rồi con sẽ chạy qua liền. Trên đường đi cô thấy con cô tội quá, tại vì nó đi hát suốt đêm mà tới 4-5 giờ sáng thấy nó đừ quá trời luôn. Mà nó chở cô đi á, cái cô mới nói vậy, mẹ làm khổ con quá. Con đi hát mới về không được nghỉ ngơi á, mà con phải khổ vì mẹ. Trung nó mới quay qua nó nói với cô một câu, nó nói câu này chắc cô nhớ suốt đời. Mẹ ơi, mẹ đừng có lo gì hết á, mẹ ráng khỏe đi, con lo cho mẹ. Dù con phải bán nhà, bán xe, con sẽ lo cho mẹ khỏi. Câu nói này cô không cầm được mắt được đâu, ngay chỉ cô nghĩ con cô nó thương cô. Khi mà vô tới bệnh viện rồi, cô nằm ở trong phòng cấp cứu, mà cũng thấy Trung nó ngồi á, mà nó gục lên gục xuống, mà nó không phải ngồi bên giường cô. Cô thấy cuộc sống của cô giờ về già rồi, con nó thương mẹ, nó lo cho mẹ, mà những lời nói của nó làm cho cô cảm động lắm. Cô không còn mong muốn gì hơn nữa. Thật sự đó là cái điều mà đã giúp cho cô, nó còn hơn cả những cái liều thuốc nữa. Đúng. Nó còn hơn cả những cái liều thuốc mà có thể là nó giải tỏa đi cho tất cả những cái gì mà nó chất chứa trong lòng của cô. Cuộc sống của anh bây giờ thì như thế nào? Anh có hài lòng với cái cuộc sống hiện tại và với những cái gì mà anh đã trải qua thì anh định nghĩa nó như thế nào? Định nghĩa là bây giờ thì mình thấy là những cái gì mà muốn mình muốn phát triển thì mình phải cố gắng, mình cứ theo đuổi cái đam mê đi. Với cuộc sống hiện tại thì Trung thấy là Trung rất là hạnh phúc với những gì mình đang có, nhưng mà Trung là một người không muốn dừng lại, Trung còn muốn làm nhiều hơn nữa. Sự nổi tiếng, danh vọng, tiền tài, tất cả mọi thứ đối với Trung chỉ là phù du thôi. Mình có đó rồi mình sẽ mất đó. Từ hồi nhỏ rồi đó, mình đi hát không phải là gì để mình ước mơ mình xây nhà lầu. Mình đi hát đó không phải là mình ước mơ để mình được đi xe đẹp. Mình ước mơ vì mình muốn chiếm trọn trái tim của khán giả trong lòng mình. À, còn một điều nữa là ước mơ cho mình một cái live show, đến bây giờ chưa làm được. Chưa làm được. Nhưng mà nếu mà năm nay mà định là năm nay sẽ làm, mà vì tại vì bị dịch, quyết định là nếu năm sau mà hết dịch làm sẽ làm đó. Phải làm một cái live show kỷ niệm 18 năm đi hát. Ủa cô, là ngoài Trung ra thì cô còn mấy người con nữa cô? À, cô còn anh Trung. Dạ. Với một đứa em gái của Trung. Dạ. Chú thì bây giờ nó... À, chú thì bây giờ, ngày xưa thì chú đi là thủy thủ tàu Diễn Dương. Dạ. Nhưng bây giờ chú hưu rồi. Sao hôm nay chú qua đây chơi cô? À, tại vì chú cũng không khỏe, chú cũng bị về tim á. Dạ. Bố nói thôi để chú ở nhà nghỉ ngơi. Dạ. Rồi Trung và một người anh với một cô em gái nữa, thì cả ba đứa con đều có gia đình hết chứ cô? Anh hai của Trung cũng có gia đình rồi, cũng được một cháu trai. Dạ. À, rồi tới Trung, Trung thì nó đã ly dị vợ cách nay là 2 năm hơn rồi. Rồi thời gian mà Trung nó ly dị vợ thì nó ở có một mình. Rồi cô á, thương con mà, cô phải chạy qua chạy lại hoài rồi phải đem cháu nội về nuôi. Cô có nói là cái chuyện mà hôn nhân của Trung ở giai đoạn mà Trung và vợ là có những cái gọi là trục trặc như vậy á, thì cô có biết không? Thì tại vì vợ chồng của Trung ở riêng, không ở chung với cô. Thành ra là có nhiều chuyện thì Trung nó rất là thương cô, mà nó biết sức khỏe cô cũng không phải là bình thường. Thành ra có nhiều chuyện Trung cũng không nói cô nghe đâu. Nó sợ cô buồn, với nó sợ cô lo cái là cô lên huyết áp nữa. Thành ra Trung mới giấu cô dữ lắm. Nhưng mà cô có can thiệp không? Có khuyên nhủ Trung hay là vợ của Trung không cô? Trời, chuyện đó có chứ con. Mình đã là cha là mẹ rồi, mình đâu có muốn con mình nó gãy đổ. Khi mà nghe hai đứa có chuyện lục cục á, thì cô là người khuyên nhiều nhất. Trước khi mà hai chồng ly dị thì cô có gặp vợ của Trung. Con suy nghĩ kỹ chưa khi con quyết định chuyện như vậy? Dù gì con cũng đã có con rồi. Yeah. Thì vợ Trung nói là vợ Trung quyết định rồi.
cái này là chuyện hạnh phúc của hai đứa. Thì hai đứa tụi con phải tự giải quyết với nhau. Ba mẹ chỉ khuyên thôi chứ không ép. Hồi đó cũng là hết duyên và hết nợ, cho nên là tạm dừng thôi. Nhưng mà đó là một cái điều buồn nhất của cô đó, là tại vì khi mình con mình nó có đôi có cặp rồi, có thêm một đứa cháu nội nữa rồi, mà nó gãy đổ thì mình rất là buồn. Theo được biết là anh có một cái bài hát mà cái nội dung của nó là xin lỗi con. Em đang rất là thắc mắc về cái lời xin lỗi đó dành cho con của mình. Bây giờ thì mọi người biết là Hồ Bình Trung nuôi con. Dạ. Có bé Si Muội 5 tuổi. Thì ngày xưa cũng có vợ, mình đàn ông mà. Có vợ chứ. Không ai nói gì chuyện giới tính của anh hết nha. Đúng rồi. Chứ không để tà đồn sao. Mình cũng có vợ chứ. Mình không may mắn trong cuộc sống hôn nhân. Đó là cái điều mình cũng không muốn. Nhưng mà mình cứ nghĩ là đó là cái số thôi. Thì mình vẫn phải biết bước tiếp tục với cuộc sống của mình. Một lần đổ vỡ là một lần nó cũng khiến cho mình phải mất ngủ nhiều đêm. Nhưng mà mình cũng phải cố gắng. Tại vì xung quanh mình còn rất nhiều người đang cần mình lo. Thế thì cái lời xin lỗi dành cho con nó là như thế nào? Thì tại vì mình không cho con được một cái gia đình như người khác. Có lỗi chứ. Con nít nó không có lỗi. Mình người lớn mình mới là người có lỗi. Mình không có đủ sức chịu đựng được những khó khăn, những cái thử thách của một gia đình. Đó là lỗi của mình chứ không phải lỗi của con. Mình cũng không trách cái người đã từng ở chung với mình. Tại vì người ta cũng không muốn phải ly dị. Vợ chồng đã từng ở với nhau, không ai muốn phải ly dị hết. Nếu mà người ta biết ly dị thì người ta không lấy nhau. Người ta không lấy nhau. Nhưng mà vì cái cuộc sống nó có nhiều khía cạnh, nó có nhiều áp lực, nó có nhiều cái không cùng quan điểm, thì bắt buộc hai người phải tự tách nhau ra. Tự tách nhau ra để tiếp tục cuộc sống. Mà riêng về chung thì chung muốn mình dành quyền nuôi con. Rồi người cũ sẽ dễ lấy chồng hơn. Tức là anh không nghĩ gì về cho bản thân anh hết. Lúc mà ly dị xong rồi thì mình không nghĩ là mình sẽ bước thêm bước nữa. Mình chỉ nghĩ là mình sẽ cố gắng đi hát, được sống trong một tay của khán giả, và nuôi con đến năm con lớn. Rồi được rồi. Đến bây giờ luôn ly dị người cũ mấy năm rồi chứ anh chưa yêu ai chứ. Vẫn sống như vậy và vẫn thầm nhủ trong tim của mình. Mình không dám nói trước tại vì tình cảm nó đến lúc nào nó bất ngờ lắm. Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình vẫn thầm nhủ là thôi, ráng sống như vậy, nuôi chừng nào con đủ 18 tuổi rồi mình tính cho mình. Cũng có nhiều người đủ đi chơi không dám đi á. Thiệt luôn á. Nhiều người luôn nói là em lo cho cha con anh. Có một số ở nước ngoài nhiều lắm. Nói em chỉ về em lo cho con anh. Mà nói thôi anh tự lo được. Chứ anh không, chứ giờ trong đầu không nghĩ là sẽ đi tìm một người phụ nữ khác để về sống chung với mình, không có. Thật ra là em rất là trân trọng cái suy nghĩ của anh. Em cực kỳ trân trọng cái điều đó. Bởi vì cũng rất là ít có người đàn ông nào mà họ có thể nghĩ được như vậy. Nhưng mà bản thân em vẫn luôn nói rằng là chuyện tình cảm nó là một cái nó gọi là duyên số. Nhiều khi nó tới mình có né nó cũng không được. Đó, em chỉ mong anh một điều rằng là nếu như nó có tới thì anh đừng né. Anh cứ để đó đi, coi nó như thế nào ha. Ngày xưa cũng có, lúc mà mới ly dị ra là cũng có mấy bé rủ đi chơi đó. Mấy bé nha. Cũng đi. Mấy bé nó cũng 19, 20 tuổi rồi đó, cũng đi nha. Nhiều khi tại thấy người ta nhỏ quá nên thôi. Không phải, cũng mình cũng thử thách người chạy đi. Mình coi cái cảm giác mình mở sao. Mở lòng ra được hay không? Không hợp em ơi. Rủ giờ này mà rủ anh uống trà sữa với ăn mì cay không mà là anh chịu không nổi rồi. Anh có trang trộn với uống sữa đậu nành không à. Không nói, rồi cái tuổi của anh bây giờ mà em rủ ra nó ngồi mà. Một lần anh chở bé nó ra ngoài đó ngồi. Anh nhìn qua nhìn lại trời ơi sao tin tin nhí không mà. Chụp hình. Anh ơi bây giờ mình xuống ăn cơm đi, anh cho em nghe mùi thơm thơm nữa. À đi okay. Bây giờ trước khi mình bắt đầu mình cầm đũa thì chắc nhờ Hồ Việt Trung giới thiệu sơ sơ về các món ăn này được không ạ? Mẹ nấu nhưng mà con giới thiệu. Đây là những món ăn mà em thích không? Mà có thể là những cái món này có một cái món đặc biệt, món này là như là Lan với Lợi em còn chưa ăn nè. Em chưa nhìn ra được. Mình biết món này nhưng mà là chưa có ăn thử. Ớt xào chuối. Đúng. Tại vì đây là một món của miền Bắc chứ không phải là miền Nam. Ngày xưa ba em rất thích ăn món này. Rồi từ nhỏ em đã ăn rồi, những cái em bị nghiền đến giờ luôn á. Có thể nhập tiệc được không? Quả miếng nó chả. Rồi mình dùng cơm đi. Dạ rồi. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Rồi xin mời cả nhà. Ủa Trung, thường Trinh đi hát như vậy
chắc là cái bữa cơm gia đình của Trung mà ngồi ăn với ba mẹ, với anh, với em gái chắc là hiếm lắm luôn rồi. Em đụng đâu ăn đó anh ơi, hiếm lắm. Lâu lâu thì ăn cơm chung gia đình thôi. Dạ. Chứ còn mà đôi khi ở nhà luôn á mà em cũng ít ăn chung, là tại vì đi làm về trễ quá. Anh biết cái nghề của anh em mình mà. Mệt giờ nào ngủ giờ đó, đói giờ nào là ăn giờ đó, chứ mình không có ăn hay có một cái giờ giấc của ai hết trơn á. Nhưng mà hỏi chung nha, ở một mình trong cái căn nhà này bữa giờ là khoảng chừng hơn tháng đúng không? Dạ. Hơn tháng thì Trung có cảm thấy rằng là mình bị cô đơn trong cái nhà này không? Dạ, dạ không anh. Em quen rồi. Với lại á, em ở nhà thì em dành thời gian cho thể dục. Em sáng tác nhạc. Em thì ít đi đâu lắm. Cứ đi hát về là em ở nhà mà. Cứ dành thời gian cho công việc là nhiều. Trung có ý định là sẽ bước thêm một bước nữa, tức là sẽ có hai mình chứ không phải một mình nữa. Em không định hình trong đầu của mình là bây giờ em phải bước thêm bước nữa đâu. Em lo cho em đi vậy. Con em có đặng. Nhưng mà Trung có biết có một người rất mong Trung có thể tìm được một cái người nào đó, một người bạn đời tiếp theo, để mà cuộc sống của Trung nó có thể có người để tâm sự, có người để sẻ chia. Đó là mẹ mình. Mẹ rất là sợ Trung cô đơn. Chương trình này con nói tâm sự với mẹ luôn là con gái của con không có một cuộc sống hạnh phúc như là con, là có ba có mẹ để mà lo. Nên bây giờ con phải lo cho nó cái đã. Để 18 tuổi khi nó lớn rồi đó, khi mà đủ có thể lo cho bản thân nó rồi đó thì con tính tiếp. Nếu mà sức khỏe của ba mẹ không may mắn, không đợi được đến được cái ngày đó thì con xin lỗi. Con xin lỗi là con phải vì con cái. Chứ bây giờ mà lấy một người khác về tội nó lắm. Tại mình không biết được là cái người kế tiếp của mình có thương con mình hay không. Có đôi chuyện là mình không biết trước được điều đó. Cũng mong là nếu mà cuộc đời mình may mắn và mình tìm được một người mà thương con mình thì không sao. Nhưng lỡ mình tìm một người sao mà họ không thương con mình á, mình không mang hạnh phúc đến cho nó mà mình còn làm cho nó khổ thêm nữa, thì thôi thà để mình sống như vậy, mình lo cho nó, để cái khổ mình ôm, lo cho nó đến khi nào nó lớn chững chạc rồi, khi nó không cần mình nữa, lúc đó em tính sao. Còn bây giờ thì cũng chưa đến lúc. Trước giờ Trung không có nói điều này với cô đúng không? Trung có nói với cô chứ. Cũng có nói là Trung sẽ ở vậy để mà lo cho con. Nhưng mà con nên nhớ là cha mẹ nào cũng vậy hết á. Cũng đều trước tiên là muốn con mình vui vẻ, hạnh phúc. Thật sự là cô cũng lớn tuổi rồi. Cô chỉ sợ là mình không biết là mình sẽ như thế nào. Sợ là không có người để chăm cho xí muội. Dù gì đi nữa thì Trung nó cũng là đàn ông. Chăm sóc con gái nó cũng không phải là cái chuyện là dễ mà gần gũi nữa. Thành ra cô chỉ sợ là cô chưa sợ vậy thôi. Hôm nay nhân cái cơ hội này thì không biết là Trung có điều gì muốn nói với mẹ, hay là có một cái hành động gì đó để bày tỏ cái tình cảm của mình dành cho mẹ hay không? Hôm nay xin nhân dịp có chương trình thì con cũng xin được tặng bó hoa nào cho mẹ. Cảm ơn mẹ đã một đời lo cho con, lo cho cháu. Xin tặng cho mẹ. Hy vọng là con chỉ mong là ba mẹ nhiều sức khỏe để mà sống với tụi con. Tại mẹ về mẹ nhắn với ba giùm á, con muốn mẹ đi chơi với con nhiều, con muốn gia đình mình đi chơi đến nơi này nơi kia, mà phải đầy đủ các thành viên. Con chỉ mong vậy thôi, đó là niềm hạnh phúc nhất và đó là ước mơ bây giờ của con. Mẹ sẽ về mẹ nói lại với ba những lời con nói. Ba thì tại vì ba cũng rất là thương con chứ, nhưng mà đàn ông không có bộc lộ ra được như là phụ nữ. Ba theo dõi từng chút chứ. Ba em á miệng nói gì đó, ngày xưa đó kêu ba đi coi con diễn đi, thôi hát hò coi cái gì mà coi, không có đi xem gì nữa. Chờ em đi rồi nha, thấy xem ra chạy sân khấu đứng ngoài cây trình vô, đứng nấp ở ngoài cây nhìn con diễn. Bây giờ gì, bây giờ nghe con hát ở đâu á?
Ủa, Trung hát đâu vậy, đâu em? Tự lái xe đi tới chỗ đó, không để cho con biết. Thương con lắm luôn, nhưng mà có cái là không có nói ra. Hồi nãy mẹ nhận được cái bó hoa. Chắc chắn bây giờ nếu mà hỏi giờ cô ba có điều gì muốn nói với Trung hay không thì chắc chắn là cô sẽ không nói được đâu. Thuận và ban biên tập đã biết trước cái điều này, cho nên chính vì thế có một cái món quà đó, và đây là một cái tấm thiệp mà cô muốn gửi cho Trung, mà mình nghĩ là Trung nên mở ra để xem coi đó là gì. Con trai của mẹ, mong ước của con là có một người nhà. Bây giờ mong ước con đã đạt được rồi, mẹ rất mừng cho con. Mẹ mong con lúc nào cũng đạt được những gì con mơ ước. Mẹ còn mong con của mẹ luôn được nhiều sức khỏe, vui vẻ nghe con. Mẹ của con, con cảm ơn mẹ nhiều. Con có một điều mẹ mong muốn nữa. Mẹ cầu mong là ân trên thương mẹ, cho mẹ được khỏe, được có nhiều sức khỏe để mẹ chăm sóc cho con, chăm sóc cho cháu nội thời gian càng dài càng tốt, để mẹ được ở gần con, ở gần cháu nội mẹ. Ở đến đây thì cháu Thuận xin được thay mặt chương trình Nói Cửa Thăm Nhà trước tiên là xin cảm ơn cô ba, cảm ơn Hội Việt Trung đã đồng ý tham gia chương trình Nói Cửa Thăm Nhà và đã mang đến cho Quốc Thuận và Ngọc Lan phải nói là một cái khoảng lặng, phải nói là nó rất là giá trị vô cùng. À, xin cảm ơn. Dạ. Thế này em cũng xin được cảm ơn chương trình Cô Gái Thăm Nhà đã cho em được những cái điều mà mình chưa từng nói ra, những cái điều mình chia sẻ. Em là một người ít khi nào em nói ra điều gì, mình cứ muốn cái gì mình cũng để trong lòng. Em chưa bao giờ em nói với ba em là không muốn mà đi du lịch với gia đình, chưa bao giờ. Ngày hôm nay nhờ chương trình này mà em nói được điều đó. Và hy vọng là khi phát sóng lên là ba em sẽ coi được cái tập này. Và nếu không coi thì em phải nhắc, cỡ nào phải nhắc ba phải lên coi. Mở hoài luôn. Mở hoài, ba phải coi. Đó, tại vì trong này có điều con muốn nói với ba mà con không thể nào mà gặp mặt trực tiếp với ba nói được. Hy vọng là ba sẽ chiều con. Nào. Giờ thì chương trình cũng đã hết rồi. Ngọc Lan cũng rất cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng với chúng tôi, đó là 22:45 trên kênh HTV7 vào thứ năm hàng tuần. Bây giờ thì anh Quốc Thuận, Ngọc Lan và gia đình anh Hồ Việt Trung xin được chào tạm biệt.